Này bên em sẽ này là thứ sáu 12 tháng 2 bên em có quay clip trực tiếp giờ này ngày mùng 1 âm lịch Tết Nguyên Đán. Bày cho con để chuẩn bị cho anh em ra riêng chơi xuân rảnh rỗi để lựa chọn những con thú cưng như thú để nhân giống giữ nhà huấn luyện đủ mọi mục đích. Đủ mọi khung giá lứa tuổi to nhỏ lớn bé có hết ạ. Video trực tiếp giờ phút này nha anh em. Xong 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 xong.